Vâng, alo, chào anh. Em là bên hỏi thăm anh là anh nhận cái đống chuột đấy gửi vào trong khu anh là em bà bên em bán cái sọt mà có giống chuột cho anh đấy. Rồi, nhận nhận được được rồi. Nhận được rồi đúng không? Vâng 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 cảm Anh ơn ạ. nó có khỏe mạnh, anh có hài lòng không? Được 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 ok đó. Ok đúng không? Ở ngoài đó mình cho ăn cái gì mà về về trong đây cho ăn rau nó không chịu ăn. Anh phải cho ăn cái cỏ ấy, cái cỏ cỏ voi hoặc là cái cỏ ở ở nôm na là cỏ bờ ruộng hoặc là những cái cỏ thân nó hơi mềm mềm một chút. Vâng 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 Mấy anh dùng cái ngô cái ngô ngô bờ ngô bột ngô nghiền đấy. Vâng. Thì em thấy anh nhắn tin trên Zalo thì cũng bảo là ok rồi nhưng mà em hỏi trực tiếp này là xem là có ấy không, có hài lòng không? Cảm ơn rất là nhiều. À vâng, thế là anh ấy à, hỏi thăm tí là anh biết đến cái kênh của em là qua YouTube à hay là qua Facebook? YouTube. Kênh YouTube à? YouTube Thế nhưng mà cái lúc anh chuyển tiền trước cho em hơn 2 triệu để mua mấy con chuột đó, anh có tin tưởng không? Anh có nghĩ ngợi gì không? có hai tỷ mới đào tên nhiều rồi rồi cả Dạ. tỷ 2 tỷ rồi mới sợ chứ mấy triệu bạc Rồi, ok. Thế thì đó. anh cứ nuôi đi, có vấn đề gì cần hỏi anh cứ gọi cho em nhá. Vâng. Vâng, ok, cảm ơn anh. Rồi, bye. Vâng, anh sáng nay em gửi cho anh rồi đấy nhá. Anh ngoài dùng cái số này ra có dùng cái số nào nữa không? Em gửi lên mục căng trải mà. Vâng ạ, em chỉ có số này thôi. À có mỗi số này ra, nhỡ có cho cả số cả vợ cả chồng thì còn nhà xe họ liên hệ chứ. Anh nghe máy nhá. Vâng. Thì cái số hôm qua nhắn tin là số 0942 089769 đấy là số của cái anh Khương, anh ấy làm quản lý ở đầu văn phòng Hà Nội đấy, thì tí nữa tầm 10 giờ anh gọi cho anh ý để lấy số nhà xe nhá. Em gửi em cho cỏ cho cái vào cái sọt nhựa đen nó là đúng tiêu chuẩn cho anh rồi nhá. Vâng, anh đặt cọc thẻ điện thoại rồi thì lúc nào anh nhận thì anh thanh toán 1 triệu 7 nữa nhá. Ok, anh là ở Mù Căng Chải đúng không? Vâng ạ, tôi một con chẳng qua đi 20 cây ở dưới kho mang một cái hố 4, thủ đỉnh hố 4, cầu kim số 1 đó ạ. À rồi, cầu kim số 1 rồi. Vâng. Ok, nhá. Vâng. Bác à. Vâng, từ hôm ấy bác ở Phú Yên Sơn La, bác cái món chuột đấy bác đã nuôi quen chưa? Ông chủ chuột à? Vâng. Quen rồi, có cái lâu ngày quên mình quên nhưng quên, không biết là con nào con đực con cái mà vạch xem mà nó như nhau cả. Con cái là nó chỉ có một cái vùng hoa khế của nó ở phần giáp giáp hậu môn thôi, còn con đực của nó là ở trên trên gần rốn, khi lộn ra là nó có cái đầu chim như con chim của con chó con ấy. Mình vuốt ngược cái là nó thòi cái đầu chim của nó ra mà. Có nghĩa là mình hình dung ra Cái như kiểu là nuôi thì quên nó đơn giản không nhưng mà mình chả cứ phải ghi một cái cỏ quên cái gì nó ngăn vâng thì bác thì cứ cho mình ăn những cái cỏ lá cỏ mềm mềm là nó ăn, hoặc là cùng lắm là mình cứ dự trữ cho một ít cái ngô nghiền ở trong ấy để nó ăn, nó uống nước. ngô nghiền thì lúc nào có mà nó ăn ngô nghiền nó ăn ít mà từ hôm về quên đến hôm nay chưa hết đến bắt ô tô. Ừ, nhưng mà cho ít một thôi, hết hết thì lại phải gõ ra cho gà ăn chứ đừng để nó chua. Bác Nó giống này nó ăn tạp bây giờ là hôm qua hôm kia quay bẻ cho cành chè to tướng nó ăn cả bốn à rồi cỏ voi nó ăn nó bầm ấy vâng đó thì đấy. bác cứ để cái nứa này nó xong đi, xong cái nứa sau bác đảo con đực nhỏ kia nó lớn lên là vừa, thì nó khỏi trùng huyết thống. Cảm ơn nhá. Thì cứ bảo là không biết là bác nuôi lồng sàn hay là nuôi như nào. Tôi nuôi trong trong chuồng lợn xây tôi giải rơm bít rạ cho nó là mình
rồi mình cho vào cái máng nước cho gà uống, cho nó uống lúc nào nó uống. Còn cám cũng cho vào cái bô cho gà. Như nhà mình đấy, tôi xem trên mạng nhà mình làm thế đấy. Vâng, loại này nói chung là nó chỉ có cái bệnh mình hình dung ra là nó bẩn quá thì nó bị đau mắt ấy. Đau mắt thì bác dùng cái thuốc, tên thuốc của nó là cái gọi là cái thuốc thuốc tiêm, nhưng mà đựng vào trong cái lọ bisilin loại bột mà nó có 5.000 4.000 một lọ thôi, nhưng mà nó là cái Ambicana, cái đấy hiệu quả lắm. Cái đau mắt ấy. Đấy, nó chỉ bị bệnh đau mắt thôi. Mình cẩn thận là mình để nó bẩn quá mà nó bị ốt ếch các thứ là nó hay bị như kiểu như là nó bị mưng mủ ở mắt ấy. Thì dặn bác thế để bác biết. Hôm nào về nhà chơi, về thăm nhà đồng chí thôi nhá. Vâng, hôm nào mời bác. Bác xem mấy cung cách như trang trại chăn nuôi xem thế nào. Vâng vâng, nhá. Bác ơi, mời bác từ Sơn La về trên Ba Vì chơi. Vâng. Vâng, nhá. Thế nhá. Vâng. Gọi cho cái bác này, hôm bác đi qua khu vực Sơn Tây bác lái xe tải bác lấy luôn. Alo, mấy con chuột của anh là anh nuôi lồng sàn hay là nuôi lồng đất đấy? Anh nuôi lồng sàn mà. Anh về anh cho ăn cái gì đây? Cái cỏ như em dò vào mới ngô nghiền thôi. À, cỏ, cái cỏ gì? Cỏ hoa ấy. Cỏ hoa là hoa gì? Cỏ hoa trắng trắng mà nó vẫn mọc ở đào đồng ấy. Anh cái đấy chỉ ăn điểm điểm thôi, còn anh phải cho ăn cả những cái cỏ voi hoặc những cái cỏ bờ ruộng, có những cái lá cỏ thân mềm nữa chứ, mà ăn một thứ cỏ nó đâu có tốt. Ừ, thì anh nhặt các cỏ bờ ruộng này, ừ. Các cỏ thỏ nó ăn được mà. Vâng vâng, anh ơi, cái giống này nếu mà em dặn anh là lúc nào mà bụng nó nổi hẳn tầm, nó nổi hơn, trông nó khệnh khạng một chút thì là anh phải 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 bắt con đực ra nhá. Con đực nó bé nhất đây gì? Vâng vâng, không, con đực là con cũng đúng rồi, con bé hơn đấy, nhưng mà nó cũng phối được rồi, thì con đực đấy anh bắt ra để lúc nào nó đẻ, thì nó đẻ xong khoảng 5 ngày thì anh lại thả con đực vào cho nó phối nhá. Rồi nhá chị nhá. Vâng vâng, anh cứ nuôi đi nhá, có gì à nuôi em sau. Chắc chắn là chữa rồi này. Nó bắt đầu ấy mà, nó đang nổi bụng bụng bự đấy mà. Rồi rồi, anh mang về đâu luôn ấy nhỉ? Anh ở Đông Anh. À Đông Anh, thế hôm đi lấy hàng gì mà đánh xe tải qua Sơn Tây ấy nhỉ? À anh đi ấy, đi mang gà giống đi mà. Gà giống á? Gà con giống. À, thế nhưng mà trước kia đã em gửi cho anh lần nào chưa? À trước chưa. Thế nhưng mà ý là anh xem trên mạng là anh biết cái địa chỉ khu vực đấy là anh. Em chỉ gửi tài khoản cho anh thôi, nhưng mà anh chưa gửi tiền, nếu đi chuyện qua anh đấy. Vâng, ok. Đây ghi về Hữu Lũng Lạng Sơn này. Alo. Hôm anh gửi cho em 4 cái con chuột này, em nuôi có tốt không? Nó lớn rồi. À thế à? Em nuôi nuôi cho ăn gì? Nó cho ăn bẹ ngô với lại lá cỏ voi. Nhưng mà nuôi nuôi có lồng sàn không? Có. À. Em thấy chuột có đẹp không? Có ok không? Chuột đẹp. Nghĩa là nói chung là mình mua hàng qua mạng nhưng mình cảm thấy nó có hài lòng không? Nó và mình thấy được. Có nghĩa là ý nói là cái chất lượng dịch vụ phục vụ con giống hoặc là cái gửi hàng gửi hết là anh thấy có hài lòng của bên em không để em có điều chỉnh. Được, chuẩn. Chuẩn đúng không? Rồi. Con giống to đẹp đúng theo thỏa thuận đúng không? Rồi, giống đẹp và ăn tốt, khỏe ạ. Khỏe mạnh. Rồi, anh ở địa chỉ là gì nhỉ? Hữu Lũng Lạng Sơn à? Đúng rồi. Thế là anh biết đến cái kênh của em là qua qua cái trang mạng xã hội nào? Ngồi xem tivi ấy. À nghĩa là tivi gì? Mình ngồi xem tivi trên mạng ấy, mình ngồi xem. À xem thế là tự nhiên nó đều tự tự YouTube nó tự nó chuyển video sang cái chủ đề con chuột đấy. Mình chọn. À mình bấm lên mạng mình tìm kiếm.
Mình tìm kiếm chọn chủ đề bỏ ú hoặc là cây hương chẳng hạn. À, anh hôm đấy là anh biết đến em là anh gõ vào cái mục tìm kiếm là bỏ ú chuột lang. Đúng rồi. Thế là nó lên nên là mình xem một vài cái địa chỉ để thấy ông Thao chim cu gáy là nghe có vẻ gần gần. Đúng không? Tại vì bọ ú là ở trong miền Nam nó họ bán nhiều hơn. Đúng rồi, ở trong kia thì nó nhiều hơn, rẻ hơn, nhưng mà vấn đề là nó ra nó xa. Xa đúng không? Ờ, đi xa thì mình cảm thấy cái chất lượng của nó chắc là nó xa thì kiểu gì thì nó vẫn có khỏe ở chỗ ở trang trại, nhưng mà đi ra đến nơi thì nó cũng thế nhiều. Hôm mà anh lấy của em đấy là anh cũng chỉ có đặt một cái thẻ điện thoại Viettel 100 thôi đúng không? Đúng rồi. Lúc anh đặt anh có sợ bị bọn nó như kiểu bây giờ một số người lạm dụng cái đó về chất lượng, sợ là một lừa thẻ không? Nói chung là bây giờ ở trên các mạng thì nó cũng nhiều cái, nhưng mà mình đã mua một cái gì thì mình đặt cái niềm tin vào mới được chứ. Tin, nhưng mà chắc là bác xem cái video của em thì bác cũng cảm thấy là nó cũng kiểu như là nó cũng có cái gì đấy nó đúng với cái người bán chuột thật. À, thì nói chung là nó trên cái mạng thì nó nhiều cả, nó cũng chính xác, nhưng mà lại khá là mình mua một cái gì đấy thì mình nó cũng không đáng là bao nhiêu, nó chỉ một vài trăm nghìn thì mình phải đặt cái niềm tin vào đấy thì mới được chứ. Mà bây giờ mình mua mình cứ lại đa nghi thì làm thế nào mà mình trao đổi trên qua điện thoại được. Đúng rồi, thì em cũng thấy thế, tại vì thực ra em yêu cầu khách hàng của như anh đấy, là khách hàng đấy là lần đầu tiên anh biết, thì anh chỉ cần gửi cho em cái mã thẻ Viettel 100 thôi, thì cái đấy nó để cho xác minh là anh có cái thiện chí mua bán với em. À, chứ thực ra là em cũng dính một vài người là họ cứ gọi điện, nhưng mà nhiều khi là mình gửi đi mà cũng có người người ta ok thì không sao, có người người ta cũng lưỡng lự hoặc là nhiều lý do khác chẳng hạn, thì là thành ra là mình vừa mất công mà tội cái con giống ra. À thì đúng rồi, nó là cái con vật sống, nó đi đi lại lại thì nó yếu đi. Mà em nó yêu cầu có 100.000 thì có phải anh em mình thì nói chung thời buổi bây giờ có giàu nghèo gì cái thẻ điện thoại đâu. À, thì đúng rồi. Bảo là đặt cọc 1-2 triệu thì còn bảo là nó ảnh hưởng đến kinh tế của nhau. Rồi. Nhưng mà thôi, được rồi, em cũng gọi là khảo sát một tí cái những cái ý kiến mà khách hàng họ biết đến cái kênh của em bán con chim cu gáy, con đà điểu, con chuột lang là như thế nào. Rồi em thấy là qua quá trình giao dịch đấy thì em thấy là hỏi lại xem là khách hàng có hài lòng hay không đấy. Hoặc là mình còn cảm thấy nữa, có muốn hoàn thiện thêm một cái gì, điều gì đó để mình xác định mình gây dựng một cái kênh mình bán hàng lâu dài, có cái uy tín trên thị trường. Đấy thì anh... Và mình nhận được hàng, mình cho hàng thì con giống là tốt, và xe thì cái xe đấy thì mình vẫn đi lại suốt mà. Vâng. Cái xe hàng mà bạn gửi lên cái xe của Tuấn vâng. Khanh, xe màu nâu phải không? Vâng vâng, em thì em không biết cái xe nào cả, bởi vì là em là người quản lý chung thì em chỉ gửi xuống văn phòng của em ở bến xe Mỹ Đình ấy. Thì là em có một cái đội làm ở đó thì họ sẽ thu tiền qua nhà xe và họ sẽ tìm cái xe nào về cái địa chỉ nào gần nhất, thích hợp nhất. Đấy. Chứ anh bảo một mình em làm sao mà làm được hết những cái vấn đề em gửi, có những cái còn 30 con đà điểu gửi đi tận miền Tây thì anh bảo làm sao mà em làm được, em chỉ ở Ba Vì thôi, còn văn phòng của em là anh hiểu không, nó có một cái ekip rồi, có một cái hệ thống rồi. Kể cả ngay cả những cái nhà xe đi Bắc Nam hoặc là những cái nhà xe họ nhìn thấy cái con dấu chim cu gáy của em này là họ đã biết là mình là cái đơn vị bán hàng lâu năm rồi, thì họ cũng kiểu như họ cũng đã quen rồi, nó không có cái tình rồi. Trạng bị nòng ngoằng, nói chung là không bị trường hợp thất thoát hay là có cái trục trặc gì cả. Vâng. Tại vì em bán cũng lâu năm rồi thì nó cũng thuận lợi, là có cái hệ thống con người hoặc là nhà xe là họ cũng biết đến mình rồi. Vâng. Thực ra cũng có những cái rủi ro, nó báo cáo với anh chia sẻ ngoài luồng tí là có những cái rủi ro, nhưng mà nghĩa là mình bán hàng nhiều thì nó cũng gọi là nó cảm giác như nó cũng vẫn là không bị âm. Vâng. Thì có những cái rủi ro, em cũng có những lần em gửi đi là có khi là 10 con đà điểu, nhưng mà đến lúc khách hàng nhận thì nó cũng còn có 8 con chẳng hạn. Thì những cái con do đó là em phải truy xuất lại, xong em có những cái lúc em phải rắn đấy, em phải kiểu như là mình cũng quay video rồi mình cũng chụp hình rồi mình cũng xác minh rồi mình nhà xe là quay ra là có khi nhà xe không ấy, nhưng ông phụ xe mà những cái xe mới mà mình chưa gửi bao giờ là mình phải ép họ phải có trách nhiệm đấy. Đúng rồi, nhưng thì mà bây giờ trận hàng nó phải có trách nhiệm ấy. Mấy năm trước thì dính thôi, nhưng mà mấy năm nay hết rồi, nhưng mà mình làm nó có tên tuổi trên thị trường rồi.
À thì đúng rồi, làm thì mới đầu thì nó còn có nhiều cái ấy, chứ còn mình khi mình đã làm lâu rồi nó có cái thị trường ra thì nó phải tin tưởng thị trường thì mình mới làm ăn được. Đấy, ví dụ như là có khi em gửi về những cái vùng mù căng trải là phải qua ba hệ thống nhà xe, qua xe này xong qua xe tuyến huyện xong lại còn qua một cái xe nữa, nếu mà em gửi Thế. xa là nó phải như thế chứ không phải là một xe đâu Vâng. mà đến được nơi đâu. Rồi. Đấy, nhưng mà cả chứ cũng như chính ra cái món chuột này anh em mình ngoài này chịu khó nuôi hay phết, nó ăn tạp đơn giản. Nhưng mình hôm đấy là trẻ ở nhà có mấy đứa trẻ, thế À là lúc mình ngồi mình cứ hay xem linh tinh ở trên buồn chả làm gì, cứ hay xem linh tinh, thế là trẻ nó bảo bố mua, bảo mua 5 đôi, thế về sau nó bảo bố con còn đi học với công chăn được mua 2 đôi. à rồi Ừ. Thế là lấy thì hàng đóng thì tốt, mà xe là xe thì đến chỗ nó không phải loanh quanh gì, thế vâng là chất vâng lượng được. rồi cứ tóm lại là anh hài lòng, em cũng khảo sát thế thôi, cảm ơn anh nhé. Rồi rồi rồi. Có gì trong quá trình nuôi mà có những cái hiểu biết về kỹ thuật hoặc là cần cái gì anh cứ gọi em tư vấn thêm cho. Rồi, Con ok. này nó hay bị bệnh đau mắt hoặc là cái bệnh rét, nếu mà trên trên 30 trên trên 30 37 độ là anh phải phải bật để thoáng mát mát cho nó, hoặc là Rồi. dưới dưới 12 độ là anh phải anh cắt cái hộp ấy, anh cắt cái hộp hoặc là đúc đúc cái ống 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 nhựa 110 anh đút vào đấy là nó chui vào đấy nó ấm, Rồi. hoặc là anh làm cái hộp hộp giấy nhưng mà anh cắt cái lỗ vuông hai đầu để cho nó chui vào trong cái để úp cái hộp xuống sàn đi, Rồi rồi rồi. cái lồng của nó là anh phải để nó nước đáy nó phải thoát được mới phân nó phải tọt xuống dưới được anh ạ. Và Đừng cái rau gì quả củ quả gì mà mình cảm thấy ăn nó rõ ràng nó ổn định rồi thì mình cho ăn, chứ nhiều khi có những cái loại mà mình chưa ăn bao giờ ăn và nó lạnh bụng chẳng hạn là nó không ổn. ý như kiểu tượng như là như con thỏ ấy, phải không? Vâng, ví dụ như thế, nghĩa là mình biết những cái rau nào nó phổ thông, cái loại này nó khẩu khoái của nó là nó thích ăn những cái loại cỏ thân nó ngọt ngọt bánh tẻ đấy, chứ già nó ăn cứng Rồi nó không gặm được, mà non quá nó cũng không tốt đấy. rồi. Thì mình những cái bệnh đau mắt mấy bệnh lạnh bụng là phần lớn là do chuồng trại là nó bị bẩn ốt ếch, Rồi. chứ còn thực ra nó ăn thì nó ăn tạp nhiều, mà ăn Đúng rồi. cám rồi ăn cám cỏ ăn ngô ăn rau thì ăn kể cả đu đủ chín thì bí nó cũng ăn, thế mà Vâng. nó như một cái là mình cứ để ý nó một chút gây ra xong thì có gì bắt thêm thì alo cho chú Thao Ba Vì. Vâng. Vâng Rồi rồi. anh nhá. Rồi rồi. Có Vâng gì mình lại gọi bạn đấy là sau. Tết nhất là ok hết rồi anh. Dạ vâng, vẫn bình thường. Lạng Vâng, Sơn thì vâng. trên đấy khả năng rét hơn dưới này nhỉ anh nhỉ. Vâng, lạnh hơn một tí. Giờ này thì nó ấm rồi, nhưng mấy nọ thì rét hơn. Đào điếc năm nay có đẹp không anh? Đào bây giờ hoa nở rồi. Vâng. Ừ, hoa của nó đều đều rồi. Nhưng mà giá cả có sốt không ý? Nó cũng bình thường thôi, năm nay nói chung là cái dịch thì nó cũng bình thường. Nó ảnh hưởng dịch đúng Vâng, ảnh hưởng cái dịch kia nó cũng bình không? thường, không không sốt lắm. Em thấy mấy anh em mua chim hôm qua có anh định mua 3 con xong lại bảo rút xuống 2 con vì năm nay làm ăn nó cũng khó khăn, đào quất ở dưới Hà Nội bán nó cũng chậm, nhưng mà tình Rồi. hình chung thì em Nói chung bán là nó con dịch giống bán chung. chim bán chiếc cái này em cũng phải giảm giá đi. Vâng thế anh nhá. Vâng. Vâng vâng em chào anh. Rồi, rồi, chào các bạn.